Đi luôn, quyết định là đi luôn á. Xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nha. Tiếp tục hành trình về miền Tây nha ông bà ơi. Về miền Tây thì hôm nay Cuộc Sống Sài Gòn TV sẽ chia sẻ những hình ảnh về miền Tây ở thành phố Cao Lãnh, những món ăn ở thành phố Cao Lãnh cho ông bà cô chú. Em đang ở trạm dừng chân Phương Trang, đang chuẩn bị ngồi ăn cơm trưa, làm ly trà đá trước ha. Dạ rồi, bây giờ là ăn cơm trưa nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Mời ông bà cô chú anh chị và các bạn thưởng thức cùng em. Đây, cơm sườn bà ngoại ở trạm dừng chân Phương Trang. Sườn nè, hai miếng sườn, trứng ốp la, miếng giả. Rồi, phần cơm 50k tại trạm dừng chân. Mời ông bà cô chú anh chị và các bạn ăn cơm tấm cùng em nha. Dừng chân Phương Trang nó có nhiều mà nhiều món ăn lắm. Yeah. Cơm, hủ tiếu mì kho các loại, có đồ chay nữa. Có món chay luôn. Nhiều đồ lắm, nhiều đồ ăn lắm. Ồ, cái đây là bên nêm mà. Nêm chua, nêm bầy gì em ơi? Anh coi chứ. Nêm. Nêm chua, nêm bầy. Đủ loại luôn á. Bánh. Quá trời luôn. Rộng lắm nha. Khu Wincom này có khách sạn. Đây không, thành phố còn đẹp không? Dưới này quán cà phê nhiều lắm, quán cà phê quá trời luôn á. Có được hai chai nước miễn phí nè, ly để uống cà phê, ly để uống cà phê nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. Ly uống cà phê, tivi LCD ở đây cũng có mì gói nè, trong tủ lạnh cũng có nước nè. Nói chung là phía bàn bên đây thì phía bàn bên đây nè có máy sấy tóc nè, rồi khăn giấy, ghế da vàng. Đây là cái phòng, cái giường để mình ngủ. Dạ, cái giường để ngủ. Còn phía bên đây là cái tủ,
tủ để móc quần áo rồi đó. Quần áo mới có cái tủ để cách xét này. Dạ, còn trong đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh đó thì đó, đây là nhà vệ sinh. Có hai cái khăn nhỏ. Bột đinh răng. Khăn tắm. Rồi dòi tắm. Thế thôi. Mới về Cao Lãnh có một xíu mà trời nó mưa. Vô uống nước dừa trên dưới chân cầu Cao Lãnh nha. Dạ, đây. Trời mưa, uống nước dừa. Mưa. Dạ, đang ở miền Tây sông nước nha ông bà cô chú anh chị và các bạn. À, thấy không, khung cảnh này sông nước quá trời luôn. Rồi thì chuẩn bị đang mưa, em đang đứng dưới chân cầu Lấp Vò. Dạ, cầu Lấp Vò như là mấy cái nhà máy xay sát á, mấy cái nhà máy xay sát lúa đó, rất là lớn luôn. Có mấy cái xà lan với cái tàu thuyền nhỏ đó, cô chú anh chị và các bạn. Đó, gió lắm, đang mưa, đang đứng đây để đục mưa một xíu. Ồ, khám xét nữa. Ồ, chắc không. Đừng có mặt. Về miền Tây lúc nào cũng sông nước là rất là nhiều luôn. À, đứng đây dễ cũng bị tạt nước quá. Gió lớn lắm. Chở nguyên xe chuối luôn kìa. Trời, trời, nguyên xe bà con đứng đục mưa. Em cũng đang đứng đục mưa ở miền Tây nha ông bà cô chú. Dạ. Thấm sét quá trời luôn. Mưa to lắm. À, đây mình cắt tại vườn luôn á anh hả? Dạ, anh là anh bán chuối nè. Rồi rồi, mưa to tới rồi. Dạ, cũng ướt à. Tao đứng đục một xíu đi, rồi chập nó tạnh tạnh xíu rồi đi chứ không à. Cũng đỡ là có cái chân cầu đây chứ không có chân cầu rồi luôn. À, chị lấy mưa bự hơn hả? Dạ, mưa to lắm ông bà ơi. Hôm nay về miền Tây mà gặp cơn mưa quá là bự luôn. Đó, đây là chiếc mấy chiếc thuyền mà đi chở lúa đó ông bà cô chú, nhà máy xay sát kia nè. Nhà máy cây xe sát thì rất là lớn luôn. Về miền Tây là thấy cái cảnh sông nước như thế này mênh mông. Gió quá chị bận không được luôn. Giờ chị xịt qua đây nè, xíu nè, đỡ hơn. Gió quá. Dạ. Chị cũng chờ cho nó tạnh xíu nữa gì chứ không ướt. Trời, bây giờ cũng ướt mềm luôn à. Ướt á. Ồ. Ồ, thấm sét. Dạ ông bà cô chú anh chị. Nó mưa kinh khủng luôn. Em đứng đục mưa ở chân cầu Lấp Vò, ở thị trấn Lấp Vò,
tỉnh Đồng Tháp nha. Mưa lắm, mưa to, quá to luôn. Đó. Nước muốn chạy. Tối thui luôn á, ở sau không thấy gì luôn hết trơn. Cái hướng phía sau lưng đó là chạy về thị trấn Lai Vung nha. Hướng sau lưng là chạy về thị trấn Lai Vung. Hôm nay đi xa xa xíu, chia sẻ những hình ảnh về ẩm thực cũng như là cuộc sống ở các tỉnh miền Tây cho bà cô chú anh chị và các bạn xem. Dạ. Chạy về xa không chú? Mấy cây số nữa hả? Mười mấy cây. Mười mấy hả? Dạ. Qua tới xe đét à? Xe đét là vừa qua của miền Nam đó nha bà cô chú anh chị và các bạn. Gần tới lễ hội Hoa Xuân rồi, ở Sa Đéc rồi. Thường Sa Đéc là cung cấp vựa hoa rất là lớn luôn. Ngoài chợ lách, chạy lết cái mơn, ngoài sầu riêng thì còn thêm cái loại nữa là mai. Mai chợ lách cũng rất là nổi tiếng luôn. Ở dưới đó cũng trồng bông hoa rất là nhiều. Nhưng mà chợ lách thì ở dưới Bến Tre nha. Dạ, chợ lách thì Bến Tre. Ồ. Cao Lãnh nè, buổi tối Sài Gòn thì ở đây ở Cao Lãnh thì bây giờ nó đang mưa, cơm gà số mỡ, các chị đang làm cơm gà số mỡ ở phía sau, trời mưa quá, ở đây rất nhiều món ăn luôn, ở chợ ẩm thực mà. Thôi ăn cơm thôi, đói bụng quá. Mời ông bà cô chú anh chị và các bạn ăn cơm nha, ở thành phố Cao Lãnh, chợ đêm. Em ăn cơm gà. Cơm gà chiên. Chứ thêm mà cơm thêm nữa. Yeah.